này. Thằng em thấy lòng xe điếu luộc lòng ngon thế nhở. Mình nghĩ ra cái mưu gì để nó mời. Mình tưởng nó kiệt lắm à, đi tìm mẹ. Thế ơi, em có thấy mẹ anh đi qua đây không em nhở? Anh đùa em à? Mẹ anh ở Bắc Giang chứ ở đâu Hà Nội? Không, rõ ràng mẹ anh có đi qua đây mà. Em không thấy à? Không, em đang luộc đồ đây, có thấy bác đâu. Mà em đang làm cái gì đấy? Em đang luộc mẻ lòng để chiều nay có khách đặt. Trông ngon em nhở? Ôi ôi, lòng của em thì chả ngon, anh cứ đùa. Nhưng mà cái này là em có khách đặt rồi. Có khách đặt rồi à? Ui ôi, trông ngon thế. Ngon thế. Cái miếng trắng kìa, ngon đấy, cái miếng này kìa. Cái trắng kìa. Anh bây giờ anh cũng đi tìm mẹ đi, anh cứ ở đây, anh cứ miếng trắng với miếng ngon. Mẹ anh tưởng ở đây cơ mà. Ui ôi, cái miếng kia ngon kìa. Em kìa, miếng kia ngon nhỉ? Đấy. Đâu, miếng nào anh? Miếng trắng trắng kìa. Đâu, đây đâu. Có phải nước. Kìa, đây. Đấy, đây, 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 đây. Thế bây giờ ý anh thế nào? Ngon đấy em ạ. Trông ngon đấy. Không biết là đi tìm mẹ hay là... Trông ngon đấy. Đấy, 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 miếng này ngon. Ôi. Thế thì em sẽ mời anh một cái nhá. Ôi giời, ui giời ơi. Thằng em này tốt bụng quá. Đấy, nhưng mà anh ăn phải nhanh nhanh lên, xong là có gì anh đi tìm bác nhá. Không, thời tiết nắng nóng như này là... bác vất vả. Ôi, trông ngon đấy em ạ. Nhưng mà anh thấy nó thiếu thiếu cái gì em ạ? Chả ngon như thế này rồi anh còn thiếu. Thiếu? Thiếu em ạ. Thiếu cái gì? Thiếu nhiều lắm. Thiếu em ạ. À đây rồi. Chả tinh tế đi nào gì cả. Nói thì không nói luôn là thiếu nước chấm đi này còn cứ thiếu thiếu. Em chưa biết gì. Ăn lòng không thì làm sao mà không có nước chấm làm sao mà ngon được. Đây em chuẩn bị một bát nước chấm mọc nhá. Rồi, đấy. Thế anh cắt ra hay là anh lại tập mukbang như anh Hải? Bụp luôn đi. Lại còn phải cắt ra nữa. Vào đây anh chấm thử ăn xem nó có ngon không. Đấy, thấy em review ở trên TikTok nhiều. Nay mới đi qua đây tìm mẹ mới có cơ hội được vào ăn đấy. Ui, ngon thế. Wow. Tuyệt vời, ngon thế. Đã không anh? Đã thật đấy. Thôi nhưng mà hôm nay em hỏi thật là anh đi tìm mẹ hay là anh là đi tìm tìm mắt? Anh đi tìm lòng nha bạn. Wow. Đã không anh? Đã. Ngon. Đây nói đùa thôi, đây em đang luộc một lùi đây. Xong là tí nữa thì anh cầm về cho bác với lại cho hậu nhá. Rồi, đấy, anh cảm ơn nhá. Rồi lẩu cháo nữa. Hôm nay thử lòng em tí đấy mà. Anh tưởng, lòng tưởng... em còn gì đâu, anh phải thử. Tưởng lòng... không, tưởng không mời. Lòng ngon chỉ quá ở thế lòng xe điếu các bạn nhá.